Tại thành phố Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng HR Asia nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024 do tạp chí Nhân sự châu Á HR Asia bình chọn, ghi nhận thành tựu của các doanh nghiệp trong việc kiến tạo nên những môi trường làm việc lý tưởng. Với định hướng chiến lược toàn cầu, khỏe mạnh và hạnh phúc, Amway Việt Nam là một trong số ít những doanh nghiệp được trao tặng phiên bản vàng của chiếc cúp Harmonia với thành tích 5 năm đạt giải thưởng HR Asia, nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024. Bằng nỗ lực, năm nay, công ty cũng xuất sắc được vinh danh thêm ở hai hạng mục đặc biệt là doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên toàn diện nhất và doanh nghiệp có văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn cho Amway Việt Nam nhằm khẳng định sự thành công của chiến lược kinh doanh và chiến lược xây dựng môi trường làm việc mang lại sự khỏe mạnh và hạnh phúc toàn diện cho nhân viên, giúp cho Amway Việt Nam liên tiếp thành công và tăng trưởng bền vững qua các năm, lọt vào top 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tập đoàn Amway toàn cầu. Bằng việc đã có người làm trọng tâm trong tất cả các hoạt động, Amway Việt Nam đã và đang gặt hái được nhiều thành quả khi có hơn 70% nhân viên gắn bó với tập đoàn trên 3 năm, hơn 50% nhân viên gắn bó trên 5 năm và hơn 35% nhân viên gắn bó trên 10 năm.